Một nguồn tin giấu tên nói với hãng thông tấn UE Novosti ngày 26 tháng 8 cho biết, Nga đã tiến hành thử nghiệm thành công súng laser. Trong quá trình thử nghiệm, vũ khí này đã phá hủy một số loại máy bay không người lái. Các cuộc thử nghiệm vũ khí laser chiến đấu được thiết kế để bắn hạ máy bay không người lái đã được thực hiện thành công tại một cơ sở huấn luyện của quân đội Nga. Súng laser đã chứng tỏ hiệu quả cao trong việc phá hủy UAV, nguồn tin trên cho biết. Nguồn tin trên giải thích trong các cuộc thử nghiệm, tia laser chiến đấu có khả năng đốt cháy bề mặt khí động học của máy bay hoặc đốt cháy hoàn toàn UAV cùng với các thiết bị điện tử trên máy bay. Cuộc thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh nước Nga đang phải đối mặt với các cuộc tấn công bằng UAV mà Nga cáo buộc do Ukraine thực hiện. Trong tuần qua, Nga cho biết đã có 42 UAV tấn công vào Crimea, được coi là một trong những cuộc tấn công lớn nhất bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ Nga kiểm soát. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, khoảng 9 máy bay không người lái đã bị bắn hạ trên không, 33 chiếc còn lại bị chế áp bằng gây nhiễu điện tử trước khi chúng rơi xuống Crimea mà không phá hủy được các mục tiêu nào theo chỉ định. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào Nga đã gia tăng trong những tuần gần đây, đặc biệt kể từ sau cuộc tấn công vào Điện Kremlin. Lực lượng phòng không Nga phải hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm để đối phó các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine cả trên tiền tuyến và phía trong lãnh thổ nước Nga. Vũ khí năng lượng định hướng, vũ khí laser là một trong những đột phá quan trọng trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng. Được thiết kế để sử dụng năng lượng định hướng, vũ khí laser có khả năng gây sát thương cho mục tiêu bằng các chùm tia laser năng lượng cao. So với vũ khí truyền thống như đạn và tên lửa, vũ khí laser mang nhiều lợi thế đáng kể. Các tia laser của vũ khí có thể di chuyển với tốc độ ánh sáng, cho phép tấn công mục tiêu một cách chính xác và điều chỉnh năng lượng được phóng ra, có thể thay đổi giữa năng lượng cao và năng lượng thấp. Điều này làm cho vũ khí laser trở nên dễ vận hành và đạt độ chính xác cao. Đặc biệt, vũ khí laser không gây thiệt hại cho các mục tiêu không liên quan, giảm nguy cơ tác động không mong muốn trong khu vực chiến trường. Sự phát triển của vũ khí laser đang thu hút sự quan tâm của quân đội trên toàn thế giới. Loại vũ khí này không chỉ được sử dụng để chống lại máy bay không người lái, UAV, mà còn có nhiều ứng dụng trong lĩnh vực phòng không, phòng thủ không gian và tấn công điểm yếu của mục tiêu kỹ thuật và hạ tầng. Một số tin đồn cho rằng Nga đã tiến hành thử nghiệm vũ khí laser trong chiến đấu để bắn hạ UAV của đối phương. Eurasian Times đưa tin rằng Nga sở hữu hai loại vũ khí laser được gọi là Perseverance và Zadira. Trong một tuyên bố trước đó, ông Yuri Borisov, cựu phó thủ tướng Nga và người phụ trách cơ quan vũ trụ Roscosmos của Nga, đã nói rằng Perseverance có khả năng làm mù các UAV và khiến chúng bốc cháy. Tuy nhiên, việc sử dụng vũ khí laser này đã bị Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ. Mặc dù có tin đồn về việc sử dụng vũ khí laser trong chiến đấu, quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ chưa thấy bất kỳ báo cáo nào xác nhận việc này tại Ukraine. Tuy vậy, sự phát triển và sử dụng vũ khí laser đang mở ra một trang mới trong công nghệ chiến tranh và phòng thủ quốc phòng. Nga không phải là quốc gia duy nhất thử nghiệm vũ khí laser và các hệ thống đối phó bằng laser như hệ thống phòng không. Một số quốc gia dẫn đầu thế giới đang phát triển các hệ thống phá hủy và chế áp laser chiến thuật để tấn công UAV và tên lửa trên không, trong đó có Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản. Mỹ đang phát triển vũ khí phòng không dựa trên tia laser nhằm tiêu diệt các mục tiêu trên không của kẻ thù mà không cần phải bắn một phát đạn nào. Đầu năm nay, thiết bị đánh chặn năng lượng định hướng của Lockheed Martin dành cho hệ thống phòng không tầm ngắn cơ động DIMOS đã đạt được nhiều kết quả trong quá trình thử nghiệm. Một hệ thống phòng không bằng laser khác là hệ thống phòng không Iron Beam của Israel. Nó có thể bắn hạ máy bay, UAV, tên lửa và phá hủy súng cối của đối phương bằng cách hướng chùm tia laser vào nó. Lockheed Martin năm ngoái cũng tiết lộ rằng họ đã chuyển giao hệ thống vũ khí laser năng lượng cao SELWS loại 300 kW cho Bộ Quốc phòng để sử dụng trong các cuộc trình diễn laser năng lượng cao của quân đội trong tương lai. Đây là loại tia laser có công suất cao nhất cho đến nay của Bộ Quốc phòng Mỹ. Một siêu cường quân sự khác là Trung Quốc cũng đã đạt được những tiến bộ lớn về vũ khí laser. Tại triển lãm hàng không Chu Hải tổ chức vào tháng 11 năm 2022, Trung Quốc đã trình làng loại vũ khí laser gắn trên xe có tên là hệ thống vũ khí phòng thủ laser LW-30, được dự đoán và mệnh danh là sát thủ của UAV. Vũ khí laser năng lượng cao chiến thuật TSEL của Mỹ-Israel từng được sử dụng để bắn hạ tên lửa và đạn pháo trước khi bị hủy bỏ vào năm 2005.